Vừa không có xin lỗi rồi, lý do là hôm nay làm lobo cái quán cà phê cái rồi hẹn tới hẹn lui hoài cái không chia sẻ với anh em cái cách làm của cái bước là tiếp theo làm cái cây này. Thì hôm nay mình có con cháu nhờ nó quay hộ nên thử ra chắc hình ảnh chắc nó cũng sẽ rõ ràng hơn và chia sẻ của anh em mình nó sẽ kỹ hơn. Thì cái phôi này Thắng có đưa lên rồi đó. Thì ngày xưa là cách đây là 4 năm mua ở phôi, và cũng trước 4 năm thì 1-2 năm cũng có xử lý một ít nhưng mà vẫn là xử lý đơn giản. Đợt này thì xử lý cái cây này nó hơi kỹ hơn chút, thì mình muốn chia sẻ với anh em một số vấn đề thì cái cách tạo giống của tạo tác cây này. Thì trước mắt là anh em mình nhìn thử tổng thể cây đây, cái mặt này chúng cho là mặt chính đó, chính đó à. Rồi xem tổng thể thử nha. Thì cây này là cây dáng nghiêng, bây giờ thực tế cái phôi ban đầu nó cũng đã nghiêng rồi. Anh em có hỏi là bữa trước có ý kiến là cây này chắc là lại đổ nữa được, không phải là không được, với cái giọng này là mình đổ được, nhưng mà nó có một cái nhược điểm, khi mà cái cây này đổ thì chúng ta lại tốn một cái khoảng thời gian để mà xử lý cái bộ đế này nữa. Bởi vì bộ đế của nó là ngày xưa nó là cây nghiêng, dáng nghiêng như này, bây giờ mình muốn xử lý đổ thì khi mà đổ xuống thì cái rễ này nó sẽ chết hết, bật cái rễ này lên và tạo một cái rễ mới, thì mình sẽ tốn thời gian rất là nhiều để mà tạo lại cái bộ đế. Thành thử ra Thắng quyết định là cây này mình vẫn để dáng nghiêng thế này. Và trong cây này Thắng vẫn giữ cái chi đầu tiên là chi này, là chi đây, chi thứ nhất vẫn căn bản là cái chi phía sau này là cái chi phong, và cái chi tiếp theo là chi này, và cái phần này là phần nối ngọn của cái thân. Bây giờ nó đã được tới như thế này rồi thì mình sẽ xử lý tiếp theo là xử lý cái gì. Thì trước khi mà xử lý tiếp theo thì Thắng muốn giải trình cho anh em mình biết á, cái điều mà thật sự là trăn trở nhất của khi mà nó giữ được cái phôi này nuôi là cái điểm cuối cùng của cái đỉnh ngọn này đây. Cái điểm này là cái điểm rất là quan trọng, bởi lý do bây giờ chúng ta không còn thấy cái sẹo lớn của cái thân này nữa, nó được khuất ở phía sau rồi. Như vậy là tại sao mà bây giờ mình tạo được cái này, thì cũng như cái bài trước Thắng nói là cái ngọn nó như thế này rồi tới đây hết, thì như vậy là chúng ta đừng có lấy ở cái vị trí mà nó gần sát thế này, mà chúng ta cho một cái mầm nứt ở sát dưới này để chúng ta nuôi lên nó sẽ nối lên thế này đó. Thì chỗ này nó sẽ che cái sẹo ở mặt sau, nhưng nó sẽ tuột cái lớp da bên đây. Thử phía sau này chúng ta sẽ chọn cho nó một cái chi nữa. Đây anh em mình nhìn sát vô cây này. Đây. Đó. Thì chính cái chi này và chi này nó làm cho cái sẹo này này không khô tuột xuống, mà nó sẽ nhanh kéo cái sẹo này lại. Đó, cái điểm đó là cái điểm mấu chốt. Cái thứ hai nữa, anh em mình nhìn sẽ thấy rằng coi như cái đường kính của cái phần mới nuôi này với cái đường kính này nó gần gần tương đương với nhau, và để ý nó có vết sẹo chỗ này. Cái vết sẹo này á là nó tự ngẫu nhiên mà nó có. Ngày xưa chỗ này là một cái chi thằng nuôi mồi, phía sau lưng này cũng có này, anh em mình nhìn này, đây phía sau lưng này, đây chỗ này thấy chưa,
Như vậy là ở cái vị trí này ngày xưa nó là ba chi, một, hai và chi lớn này nữa là ba chi. Thành thử ra cái chỗ này bây giờ nó mới nó lớn lên tới đây, cái nó thắt lại nó nhỏ. Và cái đoạn này nó dài thẳng tuốt lên. Khi đó hai cái chi này chưa xuất hiện. Khi mà thắng cắt cái chi này đi, cắt cái đoạn này đi, thì lúc đó nó sẽ xuất hiện 1, 2, 3, 4 cái chi này, 5, 6 luôn. Nhưng những cái chi này thắng không chọn, thắng bỏ hai cái vị trí này. Những cái vị trí này chúng ta chọn 1, 2, 3, 4 cái chi này, thì cái đoạn này nó sẽ lớn. Cái chỗ này là cái chỗ mà thắng muốn chia sẻ anh em nhiều nhất. Bởi lý do cái điểm này là cái điểm khó hơn những cái vị trí hai, những cái vị trí khác. Bây giờ chúng ta xử lý cái phần này trước, thì chúng ta nhìn tổng thể cái cây trước. Bây giờ muốn xử lý cái này phải nhìn tổng thể cái cây. Thì nếu cái cây này chúng ta để y cái vị trí nghiêng như thế này thì có được không? Ha, là chúng ta sẽ cho nó đứng lên một xíu nữa. Đây, Khánh sẽ tạo điều kiện để cho nó đứng lên một chút. Đây, đứng lên xíu. Nếu chúng ta thấy nó đứng lên, cái ngọn này đứng lên xíu, thì nó sẽ có một cái mà chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không để đứng, chúng ta để nằm thế này, thì chúng ta thấy này, cái vị trí dây này với cái vị trí dây này nó gần như ngang nha. Đó là một. Cái thứ hai nữa là khi chút nữa hắn nói đến cái chi này, chúng ta sẽ thấy là coi như mình nên đứng cái cây lên một xíu. Đây, dựng đứng cái chi cái cây lên một xíu thì nó sẽ đẻ ra một cái trường hợp, nó có giả định trường hợp là cái đẻ này nó sẽ lồi lên. Đây, cái đẻ trước này nó sẽ lộ ra đó, nó lộ ra. Cái rễ sau này nó thấp xuống, thì khi cái rễ này nó lộ ra thì cái cây mình nhìn sẽ thấy cái cây nó đứng vững hơn. Thành chính vì cái kiến thức đó, cái nhìn đó, thắng chọn là cây nó đứng lên một xíu. Rồi, nhưng mà trước khi xử lý một số cây này thì cây của tháng thường là tháng không lặt hết lá, nhưng mà tháng chỉ lặt những cái đây. Ví dụ trước cái này là tháng đã làm trước, lẽ ra những cái chi này là coi như đã lặt rồi, nó lộ ra những cái chi nheo nằm ở cái giữa cái cành này nè, chúng ta lặt hết đây. Ví dụ chẳng hạn như giờ nhìn thấy nó không lộ cành ra thì chúng ta lặt những cái này đi đó, bỏ bớt những cái chi phụ này đi, để những cái phần chi cấp 2, cấp 3 chính thôi. Những cái nheo nó đeo trong cái thân này chúng ta bỏ đi, để nó lộ ra cái cành nó rõ ràng hơn. Đó, nó rõ là. Còn cái phần những cái lá đầu cành chúng ta để chúng ta nhìn cái tổng thể cây nó dễ, khi chúng ta làm chúng ta thấy nó dễ nhìn hơn. Bây giờ cái chi này tháng chưa nói. Tháng nói đến cái đỉnh ngọn này trước, cái đường thân này là trước. Nếu chúng ta thấy rõ ràng là cái đoạn này nó dài mà nó lớn này, thấy nó dễ nhìn, nhưng cái đoạn này nó dài đây mà nó đột ngột nó nhỏ, thành thử ra chúng ta cái đoạn này thẳng quá nó hơi khó nhìn. Chúng ta chuyển làm thế nào để cái đoạn này cho nó bớt thẳng đi.
cái khuynh hướng của cây nghiêng á, anh em mình để ý nhìn á, khi cây nghiêng về phía bên này thì cái ngọn nó sẽ tạo điều kiện nó đứng trở lên để nó làm cân bằng cái trọng lực cây. Nếu chúng ta để y hết này thì cái đoạn này nó sẽ dài quá, hơi khó nhìn, nên trước hết là Thắng có thể bỏ cái này đi, bỏ này thử, thì chúng ta thấy rằng coi như nó sẽ có sự trùng lặp giữa cái chây này với cái chây này, nó nằm một ba cái chây này nó nằm trên một cái mặt phẳng, nên Thắng không chọn cái hai cái đoạn này để làm cái đỉnh ngọn, mà Thắng bỏ luôn cái này. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là hai chi này nó nằm trên một cái mặt phẳng. Thì thường thường chúng ta nhìn chúng ta sẽ thấy khó chịu. Nên bây giờ muốn cho hai cái chi đó không nằm trên một cùng một mặt phẳng thì chúng ta cũng có cách để giải quyết. Đây. Rằng là chúng ta sẽ thấy cái chi này bây giờ nó sẽ lệch về phía bên này. Còn nếu mà chúng ta lật qua bên đây cũng được. Nhưng mà phía mặt trước này đã trống rồi này nè. Thì mình chuyển cái này qua mặt trước thì nó thuận lợi hơn. Và lúc đó nó sẽ nứt một cái mầm ở chỗ này. Thì chúng ta giả sử như cái chi đó sau này nó sẽ được như thế này. Đó. Nó như cái chi lá vô đây. Như vậy thì cái này chúng ta cắt bỏ. Cắt bỏ, cắt xích chút nữa nó sao vậy? Bởi vì nó sẽ nứt. Mình sẽ chọn những cái mầm sau này, một là mầm này, hai là mầm này. Phải không? Nên mình cắt bỏ hết cái đoạn này đi. Sau này chúng ta sẽ có cái chì nó giống như vậy này. Đó. Nó có một chi phía sau phía trước nè, đó nó sẽ để nhánh ra. Còn riêng cái chi này cũng vậy, cũng thế thôi, chúng ta để vị trí này luôn và chúng ta sẽ có, nó sẽ nứt là hai mầm hoặc ba mầm chúng ta chọn, như vậy là chúng ta cũng bỏ luôn. Khi đó chúng ta sẽ thấy rằng trên cái đỉnh ngọn của mình, trên cái ngọn này này, nó sẽ nứt mầm. Một là chỗ này, hai là chỗ này. Thì chúng ta sẽ, lúc đó chúng ta sẽ có được những cái vị trí chi ở trên đỉnh ngọn. Và cái này nó sẽ ra như thế này. Đây. Đó. Khi đó cái đoạn thân này chúng ta chỉ được có, chỉ có 10cm thôi. Và vị trí này sẽ lớn, vị trí này sẽ lớn. Nó sẽ bù vào cái khoảng lớn để cho theo kịp ở cái cốt cành này. Đó là bây giờ Thắng quán thử nha, gõ thử vô. Đến ngọn này cứ tài số đó, sao mình sẽ chọn cái đỉnh ngọn đó. Như này thì rõ ràng cái dàn chi này chúng ta thừa, và chúng ta quan sát này, giữa cái chi này và chi này rõ ràng là cái chi này nó phát triển nhanh hơn, đó là khuynh hướng hướng thiên, phải không? Thành thử là cái chi này càng để càng dài thì nó sẽ lớn hơn cái chi này. Nhưng cái phần ra này, cái chi này ra là cái phần chính là phần này, chứ không phải là phần chính là phần này, phần là phần điểm của cái chi này. Nên thử ra cái này bây giờ chúng ta không cho nó lớn nữa. Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta cắt, chúng ta bỏ nó đi. Cắt như thế này thì nó ra đây nó vẫn còn dài, nên chúng ta cắt ngắn nữa. Và lúc đó cái chi của mình
cái chi này nó sẽ còn ở trong cái khoảng phạm vi này thôi. Đây đó, bây giờ gá thử vô nè. Sau đó mình sẽ chọn tạo cái chi nó giống như cái phần mình ra thử vô đây. Đó, điện đây này thôi. Bây giờ là cái này vẫn còn nó thừa nè. Thì mình muốn chi này dài, chi này phụ, chi này lớn, chi này muốn lớn, chi này muốn nhỏ lại, thì buộc chúng ta phải cắt bỏ bớt cái này. Đó. Đây. Rồi bây giờ riêng cái chi phía sau này, chúng ta cũng hãm bớt cái phần này, rồi thấp xuống. Còn cái chi này lại, chúng ta cũng chờ đợi nó nứt, rồi chúng ta cũng sẽ chuyển nó ra, chuyển ra một cái chi nhỏ phụ ở phía sau đây, bằng giống như cái chi này. Lúc đó chúng ta sẽ thấy này, rõ ràng là cái chi này nó nằm bị cái chi này che đi. Bây giờ là chúng ta phải làm sao cái này nó thấp xuống nữa, buộc chúng ta phải cắt giặt bỏ cái đoạn này. Để cho cái chi này sau này nó phát triển nó sẽ thấp hơn. Đó, nó sẽ thấp hơn như thế này. Nhưng mà vẫn cứ thấy không, vẫn cứ chưa thấp. Thì như vậy là cái khoảng trống này nó còn trống, thì chúng ta lại nuôi thêm một cái chi ở đây nữa. Đó, cái chi này nó sẽ thấp xuống và cái đỉnh ngọn này nó phải nằm ở này. Cái này không cần nhiều lắm. Đó, có một cái đỉnh nó nằm ở đây.
đó là cái cách nuôi sau này mình phải nuôi như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta không thấy gì cái này hết, bây giờ nó chỉ còn trơ lại một cái ngọn không có gì cả. Đây, đây, chẳng có gì hết, chẳng có gì hết, chẳng có gì hết luôn, bỏ hết, thả đợi nó, phải không? Thả đợi nó, bởi vì cái cành này chúng ta không nên cắt ngắn. Nếu chúng ta cắt ngắn thì cho dễ nhìn ngay bây giờ thì ra được, ok. Nhưng cái chi này nó sẽ chậm lớn, nên cái phần này chúng ta cắt ngắn thôi. Đây, phần này chúng ta cắt ngắn để cho nó đó. Riêng cái cành này chúng ta không cắt, cái này chúng ta cắt. Đây, nhìn phía thế này, nhìn đó, cái cây nó chồm lại phía trước đây, còn phía sau này vẫn giữ đó. Chúng ta thấy cái này nếu mà nó dài quá thì sao chúng ta đi hút. Bây giờ thì cứ tạm thời để như vậy đi. Đây, ví dụ chẳng hạn mình nhìn cái này với cái này, đây, cái đường đây lên đây là đường, đây là đường chính chứ không phải đường đây là chính. Thành thử ra mình phải cho cái này phát triển. Đây, mà cho cái này nó phát triển lên. Còn cái này á, nó phụ, nó sẽ nứt một cái chi phụ, thì cái này mình không cho nó lớn, mình bỏ đi. Sau đó nó sẽ nứt ra một cái chi phụ ở phía sau này này. Đó, cái này nó sẽ nứt là mình giữ cái này, thì cái đường thăng này nó lên, nó đây cũng như là một cái cây vậy đó, lên đây cái ngọn lên này, còn cái đây là cái chi, đây là những cái chi của cái thăng này. Cái chi phía sau này là một cái cây nhỏ, nó cũng có chi này, chi này đỉnh ngọn lên đó là, và chúng ta tới đây chúng ta khống chế lại không cho nó to nữa. Cây nó đã khô đất như thế này rồi, mình nhìn này đó, thì lúc này chúng ta tới đây không phải là chúng ta ngưng đâu, chúng ta bắt đầu nhờ cái đất khô, cây chi cành ta cắt bỏ hết là bớt rồi, thì chúng ta sẽ có một cái trường hợp tiếp theo là chúng ta nhổ ra cây là bỏ chậu. Nhổ ra cây ra quả chậu, chúng ta xử lý hết cái rễ này rồi chúng ta trồng mới lại như những cái cây trước thăng đó là. Thì cây này sau 4 năm thăng xử lý bước này, phải không? Rồi đợi 1 năm nữa hoặc 6 tháng nữa nó diễn biến như thế nào thăng sẽ tiếp tục làm nữa, để cho anh em mình theo dõi cái hình thành của cái phôi cách đây 4 năm đến bây giờ, và 2 năm nữa, 3 năm nữa cây này sẽ thành phẩm. Đó là những cái cách làm của tháng có thể đem lại được những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức cần thiết cho anh em mới tập chơi bonsai là chính, còn những anh chơi lâu rồi thì cái kiến thức này bình thường. Chào các bạn, hẹn các bạn buổi đi chơi tiếp theo nhé.